Lúc cơ thành định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Các bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388039136 hoặc 0973164668 nha các bác. Và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11, cho nên đông máy 15 con. Máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, ba phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác để vặn tay cái tay cầm nha các bác. Hình thức bên em mua bán thì trước khi gửi hàng, các bác vui lòng cọc trước 50.000 ạ. Và trước khi nhận và giao số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và hôm nay có những con như sau: có Maru 20, có Maru 23, có Talaka, có Mitsubishi TL 231, có Mitsubishi TBE do Ryui phân phối hai con. Hôm qua cũng hai con, hôm nay là hai con cực đẹp luôn các bác này. Có Mitsubishi TB 24, có Maru 26, có những con Mitsubishi TL 23, 26, 261. Có những con Maru 30cc. Đặc biệt hơn hôm nay có con máy đề này các bác này, 32cc lòng 38 đi. Ấn cái là nổ thôi ạ. Cực kỳ xịn sò luôn. Có Honda GX 25 nha các bác. Và có một số quận huyện tỉnh này em hiện tại hôm nay vừa báo về là lại không ship được rồi nha các bác. Đó, ví dụ như tỉnh Thanh Hóa có Bình Sơn là không ship được các bác nha. Bà Rịa Vũng Tàu có Côn Đảo, Phú Mỹ, Cần Thơ có huyện Bình Thủy, Kiên Giang có Tân Hiệp, Tiền Giang có Châu Thành. Riêng cái tỉnh Bình Dương này em vẫn ship được cả tỉnh, nhưng với một điều kiện là phải ship nhanh. Ship nhanh thì nó hơi tốn tiền ship một chút, nên các bác chịu cho em thêm 50.000 một cái máy phát cỏ nữa nha các bác. Nếu mà các bác không muốn đặt hàng bên em, mỗi duy nhất tỉnh Bình Dương này thôi nhá. Còn như ví dụ Thanh Hóa, những cái huyện em vừa nói là không ship nhanh được. Có mỗi tỉnh Bình Dương được ưu tiên ship nhanh. Nói chung là bên bưu điện họ nói vậy thì em chỉ biết nói vậy thôi. Em là người bán hàng chứ gửi hàng em chịu. An Giang có Chợ Mới và Mỹ Luông. Đồng Nai có Nhơn Trạch, Biên Hòa, Long Thành. Bình Phước có Đồng Xoài, Đồng Phú, Trơn Thành. Cà Mau có U Minh, Ngọc Hiền, Sóc Trăng là nguyên cả tỉnh luôn ạ. Đó là những cái quận huyện ở tỉnh nha, em không ship được. Đó, và em nói Cần Thơ ví dụ là chỉ có duy nhất Bình Thủy là không ship được thôi nha. Đó là các bác lưu ý, những cái bác nào mà ở những cái huyện em vừa nói trên ấy, thì từ từ bác đặt hàng nha các bác. Và trước khi review từng con một thì em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt nha các bác. Sáng ra hoặc đông ngày không sử dụng, mình bơm sang nha các bác. Bơm sang. Rồi đóng đen lên ạ. Đóng đen lên, bên tay phải các bác gạt lên, bên tay trái thì các bác thả xuống nha. Rồi các bác giật cho em 3-4 phát gì đấy ạ, giật nổ. Vâng, nổ rồi, nó nổ rồi ạ, thả đen xuống nha. Rồi con này, ví dụ như con này nhấc lên. Rồi ca. Công tắc đây nha, tắt. Đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc đâu ngày không sử dụng thì bơm xăng đóng đen vậy ạ. Bây giờ nó nổ ra rồi ấy, không cần nữa, nhẹ cái nó nổ thôi. Nhớt các bác pha tỷ lệ 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những dòng nhớt thông thường, mệnh giá tầm khoảng 60.000 cho đến 120.000 một lít nhớt nha các bác. Và những cái dòng nhớt cao cấp hơn, đắt tiền hơn thì các bác có thể pha tỷ lệ 30-40/1 nha các bác. Và là các bác pha nhớt 2 thì nha. Các bác lưu ý hôm nay là logo, em sẽ đánh số thứ tự từ G1 cho đến G15. Bác nào chốt con nào thì lên kết bạn Zalo nhá, lên kết bạn Zalo. Kết bạn Zalo thì sau này ví dụ tư vấn máy này, máy sau này nó hỏng hóc ấy ạ. Tư vấn máy qua hình ảnh thì nó bao giờ nó cũng dễ hơn cho cả em và cả các bác nữa nhá. Và G1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maru Giang Ma, 23cc lòng 32 ly ạ. Một con 23cc Maru Giang Ma trục giật trợ lực nhá, kéo lên, thả xuống là nổ. Đó. Có thể gắn máy xịt thuốc, tum rời, tum nhôm, tay ga giữ. Đầu vào cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.650.000 đồng nhá. G1 ngày hôm nay. G2 là một con Talaka đẹp đến trên 90% đấy ạ. 22cc lòng 31 đi, tum rời. Những cái tum rời của Talaka này là không gắn máy xịt thuốc đâu nha các bác. Tum nhôm luôn các bác ạ. Tay có hộp xịn sò. Công tắc trên tay. Đầu bỏ ngược chống cuốn cỏ. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.400.000 đồng. Giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác ạ. 1.400.000 đồng cho con số G2 ngày hôm nay nha các bác.
G2 1.400.000 đồng ạ. G3 cũng 1.400.000 đồng, nhưng mà đến từ thương hiệu Maru Jangma, 20cc lòng 30 ly, công suất cỡ nhỏ nha các bác. Chế qua Maru, chế rin, chế một kim, cũng tum rời tum nhôm. Những cái tum này có thể gắn máy xịt thuốc nha các bác. Một con 20cc Maru Jangma sắc lớn nha. Nó là một con Maru 20 sắc như một con sắc 23 của Maru ạ. Tay ga giữ, đầu bò rin cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.400.000 đồng nha các bác, cho thương hiệu Maru Jangma 20cc lòng 30 ly ạ. Rất đẹp nha. Vâng, G3 1.400.000 đồng ạ. Các bác thích thương hiệu hơn một chút nữa thì các bác chọn lựa con số G4 ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231, 23cc lòng 32 ly ạ. Chế qua Maru, chế hai kim, le đỏ le tự động, trục giật trợ lực bằng lò xo, trục giật trợ lực bằng cót luôn đấy ạ, quên xin lỗi ạ. Tum liền, tay ghi đông 1 ga ở đây nha. Tất cả riêng nguyên bản hết cho bác con số G4 ngày hôm nay. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.800.000 đồng nha. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Trục giật trợ lực. Rất đẹp ạ. Vâng, G4 1.800.000 đồng ạ. G5 ngày hôm nay, G5, G6 đều đến từ thương hiệu Ryobi do Mitsubishi sản xuất nha các bác. Hôm qua có hai con đẹp xuất sắc, hôm nay cũng hai con đẹp xuất sắc cho các bác. Con này đang sử dụng trục giật trợ lực bằng lò xo, chế Wamoro, chế một kim, là một kim chỉnh trên này này. Đặc biệt hơn những cái đời phiên bản này, đời là đời cao nhất của Mitsubishi nha. Người ta sẽ thiết kế chế hai họng xăng. Đó, hai họng xăng là sao ạ? Là khi các bác ga lửa ga lên đấy ạ, thì nó mở một họng và ga hết cỡ ga nó mới mở hai họng nha các bác. Và những thiết kế chế như thế vậy thì ra ăn rất ít xăng nha các bác. Đó, rất tiết kiệm xăng cho các bác. Tum liền. Đặc biệt hơn tay ga hộp xịn sò nhá. Những cái đời cao là đều tay ga hộp xịn sò hết này. Có tăng chỉnh ở cái tay ga này các bác này. Đó, riêng cái tay ga này bóp rất nhẹ nhá. Nhẹ tênh luôn. Và tất cả đều đi nguyên bản hết cho các bác, cho con số G5 này. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.100.000 đồng nhá. Đó, đây là con số series của nó đây các bác này. Đó, những con này sản xuất tháng 6/2018. Đó, ví dụ các bác sử dụng điện thoại thông minh, ví dụ như iPhone chẳng hạn, các bác để chế độ chụp hình, các bác cứ để như thế này này. Đó, nó tự hiện ra thông số máy, ngày sản xuất máy nhá, để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật ạ. Và các bác lưu ý hơn một cái nữa là Ryobi là phân thương hiệu phân phối máy. Nó phân phối nó cho rất nhiều thương hiệu như Mitsubishi, như Komatsu, cho Zenwatt. Đó, và cái giá thành của nó cũng khác nha. Đó, Ryobi, có những con Ryobi nó chỉ cần 1 triệu, 1 triệu 2 cũng có. Đó, và đây là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 ly do Ryobi phân phối ạ. Và những cái phiên bản này cực kỳ mới rồi. Vừa phải mua về làm, mua về trưng cũng được ạ. Vâng, con G6 cũng vậy ạ. Cũng 2.100.000 đồng. Cũng hai con mới như nhau nha. Đó, tay ga. Tất cả đi nguyên bản hết cho các bác. Rất đẹp ạ. Rồi nổ luôn đi ạ. Và những cái con đời cao này thì con nào nó có ngày sản xuất nhá, và những con đời chung nó không có đâu ạ. Những con này nó đều có ngày sản xuất. Ví dụ như con này sản xuất tháng 3/2019 nha các bác. TBE 27. Vâng, G5 và G6 đều 2.100.000 đồng, mới như nhau luôn các bác nhá. G7 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TB 24cc lòng 32 ly ạ. Một con TB cũng tương đối mới. Con này đời này tua nhanh nha các bác. Sử dụng chế Wamoro, chế hai kim, tum nhôm, tum liền. Tay cao hộp giữ,
và tất cả đi nguyên bản hết cho các bác. Và thương hiệu là ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.800.000 đồng nha, cho con số G7 ngày hôm nay. Đẹp xuất sắc cho các bác luôn ạ. Sử dụng trục giật trợ lực bằng lò xo nhá. À, cái trục giật của cái ông này với cái ông này nó cũng như nhau thôi, có thể gắn vào được vào với nhau nha các bác. Vâng, G7 1.800.000 đồng. G8 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Marujangma, một con Marujangma tương đối đẹp ạ. Sử dụng chế Guamaro, chế một kim, tum liền. Đặc biệt hơn con này sử dụng tay ga hộp xịn sò nhá, dùng bọc rất nhẹ. Lên nguyên bản hết cho các bác con này. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.800.000 đồng nha, cho con số G8 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Marujangma. 26cc lòng 34 ly ạ. Rất đẹp ạ. 1.800.000 đồng nha các bác. Vâng, G8 1.800.000 đồng nha. À, các bác thông cảm hôm nay lên video hơi muộn so với dự kiến đi. Hôm nay có trận đá bóng nên là mải xem quá nên bây giờ mới quay được video. Vâng, G9 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 ly, chế Guamaro, chế 2 kim, tum rời, tum nhựa, tay ga giữ. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.800.000 đồng cho con số G9 ngày hôm nay. Cũng tương đối đẹp nha các bác. Ồ, rất đẹp ạ. G9 1.800.000 đồng ạ. G10 lại một con Mitsubishi TL26, 26cc lòng 33 ly, sử dụng chế Guamaro, chế 2 kim. Đã là TL26 đã phải là phải chế 2 kim như các bác. Và đa phần như 99,9% nó là tum rơi, tum nhung, tay ga giữ, đầu bò riêng cho các bác. Và thương hiệu là ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.350.000 đồng nha. Một con 26 tương đối đẹp đấy ạ. Đó, rất đẹp ạ. 2.350.000 đồng cho con số G10 ngày hôm nay nha các bác. Bơm xăng. Đó, cái trường hợp mà nó vừa nổ lại mà nó không nổ nha các bác. Các bác lưu ý lại phải bơm xăng lại một tí ạ. Tại vì nó xuống xăng ấy ạ. Bơm xăng lại rồi đóng nghe lên giật nổ. Giật 3 phát. Xăng nó lên rồi ấy, thì các bác cần nhẹ tí thì nó nổ ạ. Đó, nó nổ rồi. Vâng, G10 2.350.000 đồng ạ. G11 là một con đến từ thương hiệu Marujangma, 26cc lòng 34 ly. Vâng, sử dụng chế Guamaro, chế một kim, tum rời, tum nhôm. Một con 26 sắc lớn của Marujangma nha các bác. G11 2.000.000 ạ. Đang sử dụng tay ga giữ, công tác luôn trên tay, đầu bò riêng cho các bác. 2.000.000 cho con số G11 ngày hôm nay nha. Cũng tương đối đẹp đấy ạ. Maru sắc lớn nha các bác. Lý do làm sao em nói là Maru sắc lớn, tại vì một con sắc lớn bao giờ nó cũng mạnh. Tuy nó là 26cc nhưng mà bao giờ nó cũng mạnh hơn con 26cc của con Maru sắc nhỏ này nhá. Đó là các bác lưu ý. Và giá thành chắc chắn rồi, nó đắt hơn. Các bác có thể nghe tiếng máy các bác biết ạ. Con sắc lớn nghe tiếng nó đầm lắm ạ. Và con sắc lớn là dùng chung sắc với một con Maru 32cc nhá, 32cc lòng 38 đi ạ. Và con này là 26cc. G10 13 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 nha các bác. 26cc lòng 33 ly, chế Guamaro, chế 2 kim, tum rời, tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò riêng cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.500.000 đồng nha các bác. 2.500.000 đồng cho Mitsubishi TL261. Tương đối đẹp đấy ạ. Rồi đổ luôn đi em.
Vâng, G12 2.500.000 đồng nha các bác. G13 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Maru Giangma MB3030. Một con Maru Giangma 30cc lòng 37 ly. Đó, đã sử dụng chế Goboro, chế một kim, tum rời tum nhôm. Tay ga công tắc luôn trên tay. Tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Và thương hiệu là ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.300.000 đồng nha. Cho thương hiệu Maru Giangma 30cc đẹp xuất sắc cho các bác. 2.300.000 đồng. Lưu ý tính số công suất CC là tính công suất máy nha các bác đừng tính đâu. Tại vì em bán có 1-2 con những cái con công suất mà của Maru Giangma này, lòng nó to hơn của hãng khác và công suất bé hơn của hãng khác nha. Các bác lưu ý. Ví dụ một con công suất của Mitsubishi hoặc Komatsu ấy ạ, nó bạn lòng của nó 36 ly thì nó đặt công suất tầm khoảng 33 cho đến 34 CC rồi. Và cái con này của Maru Giangma lòng 37 ly và đặt công suất có 30 CC nha. Đó các bác lưu ý ạ. Và tiếp tới là con số G14 ngày hôm nay, một con xịn sò nhất ngày hôm nay đây ạ. Một con Maru Giangma MBS 320 32cc lòng 38 ly. Chế Gomboro, chế một kim. Đó, rất đẹp ạ. Tum rời tum nhôm. Tay ga giữ. Không phải công tác đâu ạ, tí này em sẽ review riêng. Nó không phải công tác đâu. Cái này nếu mà đúng phiên bản của nó là đây là công tác, nhưng mà thợ như em nó hôm nay nó lại thích độ cái đề ở đây và công tác ở đây nha các bác. Đó, rất xịn sò cho các bác. À, con này ấy, nó giá của nó là 3.100.000 đồng nha. Bình thường nó tầm khoảng rơi vào, nếu mà không có đề nó rơi tầm khoảng 2.400.000 đến 2.500.000 đồng. Và hiện tại đề đó em làm rất chuẩn nha. Hiện tại cái đề zin của nó ấy, nó có tầm khoảng 9V. Đó, và em đã làm lên 12V. Nói chung làm cho nó xịn sò hơn nhá. Đặc biệt hơn. Đó, bên em làm, nói chung là cái này làm cho nó vui vậy thôi. Làm để mình gọi là làm đến lúc mình nghiên cứu vậy thôi. Chứ còn thực tế ra mà nói làm cái này mà làm đề như của em nó cực kỳ mất thời gian đấy ạ. Nghĩa là em làm phải mất thời gian cho thợ nhiều lắm. Em độ thêm một cái sạc nữa cho các bác này. Em khẳng định với các bác, nếu mà máy bên Nhật về mà có đề không bao giờ làm cái sạc này nhá. Và em nó sẽ làm cái sạc. Sạc 12V. Các bác lưu ý không lấy sạc bình điện sạc vào cái này nhá. Tại vì bình điện cũng 12V, đừng có sạc bình điện vào cái này. Nó sạc được đấy nhưng mà nó dễ hỏng pin đấy nhá. Đó, chỉ sạc của nó thôi. À, cái sạc của nó ấy, em sạc 12V em độ thêm cái pin đó em xài là rất ổn định nhá. Và cái pin của nó đề được rất lâu. Đó, cái sạc này em độ vào cho các bác là với mục đích là sau này các bác ví dụ hết pin các bác thích nhàn ấy là các bác không phải giật, tại vì con này nó cũng sụp giật này. Đó, ví dụ để các bác để 3-4 tháng mà không ai nó hết pin ấy, thì các bác sạc vào. Đó, sạc như bình điện. Em sẽ bán kèm thêm sạc cho các bác nhá. Cái giá 3.100.000 đồng rồi. Đấy, em đã bao sạc cho các bác hết rồi nhá. Bao có bán sạc cho các bác rồi. Và những cái thương hiệu này các bác chỉ cần bơm xăng này. Đó, đóng đèn lên. Đó, gạt cái đèn lên. Đó, các bác bấm nút đề này. Cực kỳ xịn sò. Em đã thử rồi, em bấm 50 phát liền. Em bấm 50 phát. Bấm 50 phát liền nút không bao giờ hết đi. Đó, em nghịch chán rồi ạ. Và em đã thử rất kỹ rồi. Cái phiên bản này hôm nay em nâng cấp lên là nó so em bán máy đề thì lâu rồi. Và hiện tại những cái pin đề này và cái phiên bản này em mới gọi là sáng tạo thêm một chút. Nói chung là tự tin hơn như mấy lần độ trước nhá. Tại vì em làm được cho nó đề rất nhiều cái ạ. Cực kỳ nhiều cái luôn. Nói chung là cái đề này em làm chủ yếu là để cho nó làm cho nó vui thôi, chứ còn thực tế là làm máy đề này nó như nói chung các bác là cái lợi nhuận nó thêm lấy thêm được các bác mấy trăm nghìn nữa, nhưng phải làm rất kỹ. Nói thật với các bác làm rất kỹ ạ. Và con máy đề về công suất lớn đây này, nó cân lên luôn các bác, để các bác những cái bác nào mà thích cao tuổi máy đề nó nặng nặng đấy ạ. Con này chắc phải trên 6 cân đấy ạ. Đó, cân luôn cho các bác, nó tầm 7 kg nha các bác. Đó, con máy đề công suất lớn nha các bác. À, con này đang sử dụng bố côn nhỏ nhá, bố côn 260 ấy. Các bác nào muốn mua về mà ráp vào máy xịt thuốc ấy thì em mới nói trước. Đó là bố côn nhỏ, bố côn 260. Hiện tại ống cần là 3.100.000 đồng cho con số G14 ngày hôm nay nhá, một phiên bản máy đề.
rất xịn sò, cực kỳ đẹp luôn. 32cc lòng 38 đi, do Maru Jangma sản xuất ạ. Và con cuối cùng ngày hôm nay, con số G15 đến từ thương hiệu Honda GX25, 25cc lòng 35 ly ạ. Tum rơi tum nhôm. Cái công tắc này bên nào cũng là tắt hết ạ, bên này tắt, bên này tắt, giữa là bật. Đó, ga đây. Tay kia đồng 1. Tất cả đi nguyên bản hết cho các bác con này. Và thương hiệu là ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.750.000 đồng nha, cho thương hiệu Honda GX25. Đó. Lốc máy có dập chữ Honda dập nổi, mã số series để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật nha. Có chân bảo vệ bình xăng. Đó, rất xịn sò nha. Thôi nổ đi em. Vâng, con này là con máy 4 thì nói chung là đa phần gần như 100% là biết rồi, nhưng mà vẫn có bác vẫn hỏi ngược lại em có phải pha nhớt không đấy ạ. Con 4 thì xăng riêng nhớt riêng nha. Hôm nay lô này có một, có mỗi con 15 này đây là xăng không pha nhớt chứ ạ. Và từ con 1 đến con 14 là xăng phải pha nhớt 2 thì nha. Đó, các bác lưu ý. 2.750.000 đồng cho con số G15 ngày hôm nay nha các bác. Honda GX25 25cc lòng 35 đi ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 15 con. Em xin nhắc lại, máy em báo là nó có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc nha. Bác nào chưa chốt được con nào ở lô này hoặc là chốt chậm, các bác có thể đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Em phát sóng vào tầm khoảng 7 giờ 30 phút cho đến 8 giờ 30 phút tối hàng ngày nha các bác. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video.